Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món cà phê rất là đặc biệt ở Việt Nam mình. Mà qua đây thì rất là điều kiện mình đi uống ngoài sẽ không có, mình phải tự làm ở nhà thôi. Đó là cà phê trứng theo kiểu cà phê giảng ở Hà Nội. Đây là mình chuẩn bị làm một shot espresso. Trước tiên mình phải làm cà phê đã. Trứng thì mình sẽ làm sau. Cà phê này cũng là cà phê Việt Nam đấy các bạn. Mình mua hạt Robusta trên website của công ty Nguyễn Coffee Supply của Mỹ. Thì cái công ty này là của một cái chị Việt Kiều. Chị đó đem cà phê hạt Robusta của Việt Nam vào Mỹ xuất khẩu bán. Hạt của chị đó làm rất là ngon, rất là thơm. Độ nặng thì không thua gì cà phê Việt Nam luôn, thành ra là mình mới rất là thích. Xong, mình đã có một shot cà phê. Bây giờ công đoạn tiếp theo là mình sẽ làm trứng. Thường thì để dễ làm cho nó lên bọt thì người ta dùng hai quả trứng. Nhưng mà mình thì vì mình chỉ làm một cái ly nhỏ mà mình sợ nó trào bọt ra, mình chỉ làm một quả thôi. Mình lấy cái lòng đỏ, không lấy lòng trắng nha các bạn. Cái này thì ai cũng biết rồi. Tiếp theo là một muỗng đường. Tiếp theo nữa, để cho trứng nó không có tanh, mình dùng tinh chất vani. Ở Việt Nam nếu mà không mua được tinh chất, các bạn có thể mua cái bột vani trong cái ống tuyếp đó. Thì một quả trứng thì chắc là chỉ cần hai quả trứng là một ống tuyếp. Còn cái này tinh dầu thành ra là nó rất là đậm. Mình chỉ lấy một xíu thôi, 2-3 dầu vậy thôi. Cuối cùng là mình sẽ đánh cái trứng này lên. Giật mình. Đánh mà nó quẹo lại như vậy là thành công rồi đó nha các bạn. Nó quẹo lại, còn muốn nó tơi thêm một xíu nữa, nó bông hơn tí nữa thì mình đánh thêm một chút nữa. Cuối cùng là đổ cà phê vào. À, có thể khuấy lên đều, phải đều lên đủ. Món này có thể uống nóng cũng được. Nếu mà các bạn uống nóng thì các bạn pha cà phê nóng. Các bạn đánh trứng xong hãy pha cà phê, sau đó đổ cà phê nóng vào. Còn mình thì mình thích uống đá, mình pha vậy. Lát mình sẽ bỏ đá vào mình uống.